tay trái cũng kéo kéo mạnh xuống, bám đường ngắm từ. Vào thân người ổn định tiếp tục. Sau đây tiến hành hội thao. Nội dung: tiến hành bắn đạn thật. Nữ: bắn mục tiêu bia số 4, tư thế nằm bắn. Chiến sĩ nam: tư thế quỳ bắn, bắn mục tiêu bia số 7. Đồng chí sẽ tiến hành bắn 3 viên. Kết quả giỏi là từ 2 năm trở lên. Mình hơi hoảng và có cảm giác lo sợ bởi vì chưa bao giờ mình cầm súng và bắn một cách thực tiễn như vậy. Mình sợ lắm. Thật sự là khi mà nghe được tin là mình sẽ được bắn bằng súng thật á, là cảm giác hơi sợ rồi, bị áp lực. Đồng chí Thơ, đồng chí đăng ký phấn đấu mình sẽ đạt được bao nhiêu điểm? Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, tôi đăng ký 30 điểm. Wow. Là tức là Cẩm Thơ phải bắn trúng Hồng Tâm 3 lần thì mới được 30 điểm. Ủa, 30 điểm là 3 điểm 10 á? Là 3 điểm 10. Ơ lộn, tôi lộn. Tôi xin lỗi, cho tôi lại. Tôi báo cáo đồng chí đại đội trưởng là tôi đăng ký cái 25 điểm. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Được. Đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm. Câu hỏi lại, các đồng chí có quyết tâm không? Quyết tâm. Anh chỉ cần Khánh thế này thôi này. Khánh bình tĩnh cho anh là xong à? Mọi thứ đều ok rồi. Mạnh mẽ lên. 2-3 không ạ? 2-3. Vui là vui chúng mình vui quá. Vui là vui chúng mình vui nhiều. Không thấy vui luôn á. Vui chưa? Đó, tôi cứ nhận. Vui rồi. Mặt vẫn còn xanh nha. Mà vui nè. Cố gắng nha, 25 điểm nha, Cẩm Thơ. Lên chuyến xuất phát. Tiếp. Đi lấy súng. Duy Phương lấy súng. Đại thường. Đấy. Đợt 1 các ông chí ngồi hàng ghế trên, đợt 2 các ông chí ngồi hàng ghế dưới. 5 chuẩn bị bắn. Nằm sát lên. Hướng súng lên phía trước. Bia số 4. Bắn. Mở khoan toàn. Rồi, bình tĩnh. Mình chia lấy đường ngắm cơ bản, đưa vào điểm ngắm chính giữa mép dưới của hình đen đấy. Khi nào lấy được đường ngắm đúng rồi thì từ từ tăng cò, hít thở đều, giữ súng chắc vào. Rồi, bỏ tay khỏi tay cò. Bao giờ người bình tĩnh lại, tiếp tục bắn phát thứ hai. Bắn chậm lại. Đồng chí trung đội trưởng đứng phía sau nhắc là bắn vội nha, nhắm kỹ vào, bình tĩnh, thở sâu. Mà mình kìa, có được mà, gì đâu. Mà trong khi trước đó đang rất là sợ. Tay trái cũng kéo mạnh xuống, bám đường ngắm từ. Vào thân người ổn định tiếp tục. Đúng rồi đấy, 10 điểm luôn á. Thôi bắn, khám súng. Bắt cây quả đóng khoan toàn. Rồi. Thành tích. Vệ số 1. Không được. Vệ số 2. 18 đấy hả? Ai vậy? Cara. Vừa bắn này tương đối tốt.
Uống phát đi. Hai đồng chí đã cố gắng lắm rồi. Cả hai đồng chí. Cố lắm đồng chí. Được. Khi mà nghe được kết quả rồi, chỗ giống như là mẹ ơi con làm được rồi, mẹ ơi con làm được rồi mọi người ơi. Xong cái nước mắt trào rồi. Bản thân mình làm thì mình cảm thấy bị sợ, bị áp lực. Lần đầu làm chuyện này cho nên là hoang mang lắm. Lâm chuẩn bị bấm. Bây giờ mọi người dự đoán xem là hai đối thủ này sẽ được bao nhiêu điểm ạ? Năm này khó đoán lắm. Bấm. Em chưa có thấy nhắm. Bám đường ngắm. Khi đường ngắm ổn định, từ từ tăng cò. Giữ đường ngắm. Mở khoan toàn. Nhấn nấc ạ. Mở hết cỡ. Có cao quá không? Cao quá. Nằm sát lên. Ngắm được chưa? Từ từ. Mọi người nhìn từ đây mọi người biết bào hay là không không? Không. Người ta đứng ở kia người ta còn phải dùng ống nhòm người ta mới biết được em. Tay nắm chắc hộp tiết ạ. Tay trái nắm chắc vào hộp tiết ạ. Mắt bám đường ngắm từ từ tăng cò. Rồi. Rồi, bỏ tay vào đáy cò. Tiếp tục hít sâu thở đều. Lấy lại nhịp thở. Thân người ổn định, tiếp tục bắn. Đóng hoàn toàn. Hơi bắn. Sáng xuống. Thành tích. Vệ số 1. Không được. Vệ số 2. 7 điểm. 2 7 điểm. Hòa 7 điểm. Tú 0. Không. Tại Tú bị tật khúc xạ mắt mà. Vừa rồi, các đồng chí chiến sĩ mới đã được trải nghiệm thực hành bắn đạn thật. Đồng chí nào có thể cho tôi biết được cảm xúc của đồng chí bây giờ? Đồng chí Hoàng. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, sau khi được trực tiếp lên bắn bằng súng thật thì cảm xúc của tôi rất là tuyệt vời. Và tôi rất là tiếc nữa vì chỉ có 3 lần bắn và chỉ đạt được một con số 7 cho nên tôi cảm thấy hơi đáng tiếc. Đồng chí Thơ. Báo cáo đồng chí đại đội trưởng, lúc nãy tôi có nói là mục tiêu của tôi là 25 điểm và lượt bắn của tôi không có điểm nào. Nhưng tôi vẫn không cảm thấy xấu hổ và hổ thẹn vì điều đó. Vì đây là lần đầu tiên tôi làm chuyện này, không phải ai cũng lần đầu làm giỏi được. Cho nên là nếu như có cơ hội tôi sẽ cố gắng để làm tốt hơn. Hết. Tinh thần của đồng chí Thơ là rất đáng biểu dương. Mời chí Khánh. Báo cáo đại đội trưởng, cảm xúc của tôi lúc đó rất mất bình tĩnh và hoảng loạn. Cái lúc mà tôi nghe cái đùng thì mặc dù là đang bắn bia, nhưng cảm giác của tôi là người ta đang bắn tôi, người ta đang bắn tôi. Tôi tưởng là lúc đó tôi chết rồi. Ủa, tôi chết rồi, sao vậy? Quá trình đặt vật tác chiến, nếu đồng chí mà không thực hiện được yếu lĩnh động tác bắn hoặc là bắn không đạt được hiệu quả, không tiêu diệt con thù thì vô hình chung là đồng chí sẽ bị nộ vị trí, thậm chí là hy sinh. Hy sinh bản thân mình và hy sinh cả đồng chí đồng đội. Nên yêu cầu là đồng chí tiếp tục rèn luyện bản lĩnh tâm lý của mình và trưởng thành hơn. Dạ, tôi sẽ cố gắng hết sức ạ. Về nhận xét, kết quả bắn cao nhất đồng chí Độ, chiến sĩ nam, đồng chí Huệ Phương, chiến sĩ nữ. Các đồng chí khác mặc dù chưa đạt được kết quả theo ý định, nhưng qua đây, các đồng chí đã được trải nghiệm thực hành bắn thật, rèn luyện cho mình bản lĩnh tâm lý. Để biểu dương kết quả bắn của hai đồng chí cao nhất, sau đây tôi sẽ trao hoa cho các đồng chí. Mời hai đồng chí lên vị trí. Ủa hoa đi. Trời ơi, sướng. Trời ơi, sướng
bài huấn luyện bắn súng AK hôm nay, chúng ta đã thấy được sự rèn luyện bản lĩnh vượt lên chính mình trong mỗi cá nhân. Mặc dù tất cả 8 chiến sĩ mới không một ai đạt thành tích giỏi, nhưng để động viên tinh thần, tạo khí thế thi đua, đại đội trưởng vẫn quyết định tặng hoa cho hai cá nhân có điểm số cao nhất ở mỗi đội. Từng bông hoa đỏ thắm được gắn lên ngực. Mỗi nhân vật trong sau nhập ngũ hiểu ra rằng họ sẽ phải cố gắng hơn, quyết tâm nhiều hơn nữa trong mỗi nội dung huấn luyện tiếp theo. Từ đó mới có thể trở thành một chiến sĩ thực thụ trong đoàn quân của những bước chân thần tốc. Đề nghị các đồng chí cho hai đồng chí một tràng pháo tay.